ơi, hả? Sam, Sammy kìa. Không phải. Tôi nhận ra hắn rồi. Hắn ta không phải là Sammy đâu. Hắn ta là cái gì mà tên giả mạo á. Ủa? Ôi, Sammy kìa. Chết rồi, hình như Sammy không nghe mình nói bạn ơi. Ôi trời ơi, cái tên đáng ghét này, tại sao ngươi dám nhốt Sammy của ta ở bên dưới hả? Cái tên đáng chết này. Cái tên kia. Bộ đồ đó chỉ có thể là phù thủy ác ám thôi. Mấy cái con zombie của ngươi thì làm được gì bọn ta chứ? Tưởng thế nào, hóa ra là phù thủy ác ám cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? Các ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Các ngươi nghĩ không biết phép thuật à? Xem đây. Ui trời. Ui trời, bạn ơi, phép thuật của hắn ta còn giỏi hơn bọn mình nữa. Chạy. Ui trời ơi, Núp cây ơi. Mày nhóc đâu rồi? Ra đây nhanh lên. Ôi trời ơi, Kai ơi, giờ sao đây Kai? Không lẽ tôi sẽ phải tiêu đời sao? Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi em trai em gái. Trời ơi Kai ơi, bây giờ không phải là lúc để khóc đâu. Thôi giờ ông cứ đứng đây, ông khóc một hồi tí nữa hắn ta tìm ra bọn mình, hắn ta giết bọn mình luôn á. Trời ơi mấy bạn ơi, cái tên phù thủy hắc ám đây nè, cái cây gậy của hắn mạnh hơn bọn mình mấy bạn ơi. Cây gậy của bọn mình á chỉ chưởng được ánh sáng như thế này thôi. Còn cây gậy của hắn á nha, thì có thể chưởng được nguyên cái đầu lâu mà còn có chất độc trong đó nữa. Dính một cái thôi là chỉ trong vòng vài tiếng thôi bọn mình sẽ chết đó Kai ơi. Giờ sao đây ta? Giờ sao đây? để tôi suy nghĩ, để tôi suy nghĩ. Đúng rồi, Kai, tôi hỏi ông này nha. Ông có biết phép dịch chuyển không? Phép dịch chuyển hả? Biết, trời ơi. Biết dịch chuyển đúng không? Bây giờ tôi mới nghĩ ra một cái ý này rất là hay. Nhưng mà chúng ta cần phải có hai người thì mới có thể tiêu diệt được hắn. Bây giờ nha, ông hãy làm theo cái cách này của tôi nè. Hiểu không? Hiểu, được á, ý kiến hay á. Được. Rồi ok, quyết định vậy nha. Rồi, bây giờ Kai mau dùng phép dịch chuyển đi, nhanh lên. Được rồi, ông nhớ làm đúng theo kế hoạch nha. Ok. Ủm bà la, nha. Rồi ok, dịch chuyển mất tiêu rồi đúng không? Rồi được rồi các bạn ơi, Kairon đã dịch chuyển rồi. Bây giờ tới lượt mình phải làm mồi nhử mới được. Đâu rồi? Ê, cái tên phù thủy hắc ám kia, có giỏi thì tấn công ta đi. Né các bạn ơi. Ok, sắp được rồi. Chuẩn bị nha. Kai ơi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, thời cơ đến rồi. Ra tay đi. Yeah, yên tâm đi, có tôi rồi. Tên phù thủy ác ám, chết đi. Cái gì này? Tại sao thằng nhóc kia lại ngay sau lưng ta? Cái tên phù thủy hắc ám kia, ngươi thấy bất ngờ lắm đúng không ạ? Ngươi vẫn chưa hiểu lý do vì sao Kairon đứng đằng sau lưng ngươi đúng không nào? Vậy thì để ta nói cho ngươi biết nha. Vừa rồi ta đã bảo Kairon sử dụng phép dịch chuyển để dịch chuyển ra đằng sau lưng ngươi, và sau đó ta đã chạy ra trước mặt ngươi để làm mồi nhử. Ngươi đang mải mê tấn công ta thì Kairon đã dịch chuyển ra đằng sau lưng ngươi rồi. Và thời cơ lúc ngươi không đề phòng, Kairon đã sử dụng một thanh kiếm để tấn công ngươi. Bây giờ á thì ngươi đã bị nguyên một cây kiếm xuyên qua người như thế kia thì làm sao mà sống nổi nữa hả? Cái ngươi dám làm thế sao? Tại sao lại không dám chứ? Chúa tể bóng đêm sẽ không tha cho các ngươi đâu. Ui trời, hắn ta tan biến rồi Kai ơi. Ôi trời, đáng sợ dữ. Trời ơi các bạn ơi. Tiêu gì được hết ta ơi. Tôi cứ tưởng là kỳ này tôi bị hắn ta giết chết, nhưng mà may mà mình thông minh á bạn, mình tiêu gì được hắn rồi. Ôi Kai, ông có sao vậy? Không sao đó, nhưng mà may á là có cái kế hoạch của ông á, chứ nếu không á tôi biết là tôi có về được gặp ba mẹ không nữa. Yên tâm đi, có tôi ở đây là không có ai làm hại được ông đâu, có tôi ở đây mà. Tôi đã lỡ kéo ông vô chuyện này thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cho ông chứ. Cho nên là yên tâm. Mà khoan từ, con Sammy nữa. Đúng rồi, còn Sammy nữa. Quên mất, trời ơi Sammy ơi. Trời, cái hàng rào này chắc quá vậy, giờ sao qua được. Để tôi dùng gậy phép thuật tôi chưởng đó, ok. Ấy, ủm mấy sư phụ. Ha. Ôi. Ha. Ha. Ok rồi, vỡ đi, vô Kai, vô. Sam ơi. Sammy ơi. Ủa? Trời.
Ôi, Sam ơi, bà có sao không vậy? Sao tôi nhìn bà tội nghiệp quá vậy Sam? Bà có bị gì không vậy? Tôi không sao mà, tôi biết thế nào ông tới cứu tôi mà. bà yên tâm đi, tôi đã đến thế giới phép thuật rồi, tôi học phép thuật rồi, vậy là tôi sẽ bảo vệ được cho bà mà. Bà yên tâm nha, tôi lo cho bà lắm luôn á, bà biết không ạ? Cảm ơn Phong là cứu tôi nha. yên tâm đi. Sam ơi. Sam ơi, trời Kai ơi, Sam bị ngất xỉu nữa rồi nè. Ủa, trời. Sao bị ngất xỉu rồi? Giờ sao? Kai ơi, ở trong trường học mình có phòng bệnh viện không vậy? Có chứ, trời ơi, bây giờ á đừng có nói nhiều nữa, mau chóng dẫn Sam về trường học đi, chứ ở đây nguy hiểm lắm á. Rồi, ơi trời ơi Sam ơi, bà đừng có bị gì hết nha. Tôi lo cho bà lắm luôn á. Cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được Sammy rồi mọi người ạ. Nhưng mà Sammy vẫn còn đang bất tỉnh. Không biết là Sammy có bị gì hay không nữa đây. Mình lo quá. Ông ơi, ông đừng có lo nha. Bà Sammy này á, bà chỉ bị vết thương ngoài da thôi, với lại cũng không có ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Bây giờ bà đang ngất xỉu rồi, cho nên là ông cũng đừng có lo quá. Tôi biết là như vậy, nhưng mà tôi không hiểu sao mà trong lòng tôi cứ như là đang bị lửa đốt vậy đó. Tôi cảm thấy lo lắng quá. Ủa mà Sammy, bác sĩ tới chưa vậy? Hả? Theo những gì mà tôi quan sát được thì Sammy hiện tại đang trúng một loại nọc độc của phù thủy hắc ám, nên bác sĩ bình thường không thể chữa giúp Sam được đâu. Hả? Bây giờ Sammy bị bệnh, bị trúng độc mà ngay cả bác sĩ mà cũng không giúp được thì bây giờ liệu rằng ai mới có thể chữa bệnh được cho Sam đây? Giờ phải làm cách nào đây Sim? Với bệnh của Sam thì chỉ có những người giỏi phép y thuật mới có thể giải hóa lời nguyền này thôi. Phép y thuật á? Phép y thuật có nghĩa là những cái người mà họ dùng phép thuật để chữa bệnh á? Đúng rồi á. Vậy thì trong trường mình có ai giỏi về phép y thuật không? Phép y thuật. À đúng rồi, hình như tôi có quen một cô giáo trong trường mình giỏi về phép y thuật á. Có hả? Vậy thì bây giờ Sim mời cái cô giáo đó đến đây chữa bệnh cho Sam được không? Được, vậy ông đợi tôi một chút nha. Ok. Vậy là cuối cùng cũng có người có thể chữa bệnh được cho Sam rồi. Phong ơi. Yes. Sim bây giờ kìa. Ủa Sim ơi, cô giáo đâu? Đây cô giáo tới nè cô ơi. Giới thiệu ba người, đây chính là cô giáo y thuật trong trường học phép thuật của mình á. Đây là cô giáo dạy y thuật á. Ủa khoan Sim ơi, bạn có nhầm gì không vậy? Cai, tôi nói ông nghe nè, sao nhìn cái cô giáo này tôi thấy hơi lạ lạ Cai ơi. Tính ra là thầy cô giáo trong trường này á, ai cũng lớn tuổi hết rồi, mà sao cô giáo này nhìn có vẻ còn trẻ quá ta, cứ như là mới 18 tuổi vậy á. Ôi tính ra nhìn nó trẻ ngang bọn mình luôn á. Mà nhìn vừa xinh nữa, xinh như thiên thần vậy. Hai ông nói cái gì vậy? Trời, cô giáo y thuật này được 70 tuổi á. Trời ơi. Cái gì? 70 tuổi rồi á? Ủa mà khoan, tính ra là 70 tuổi là phải nhìn già lắm rồi chứ, sao cô giáo này nhìn có vẻ trẻ đẹp quá vậy? Ông quên sao? Bởi vì đây là cô giáo y thuật nên cô có thể chế tạo được thuốc gọi là trẻ mãi không già. Thì ra là vậy. Ủa mà khoan, bây giờ mình phải xưng hô sao hả trời? 70 tuổi mà nhìn trẻ quá, giờ mình nên kêu bằng chị hay là nên kêu bằng bà giờ Cai? Thôi mình cứ kêu bằng chị đi ha, để cho cô cảm giác là cô được trẻ ra. Mà khoan từ, kêu thầy cô bằng chị là hơi hổn nha Cai, không được, mình gọi là thầy cô đàng hoàng đi. Dạ, em mời cô vào chữa bệnh cho Sammy giúp em cô ơi. Đồ, để ta xem bạn nữ này đang bị như thế nào. Dạ cô ơi, bạn của em á cô, hiện tại là đang bị trúng độc của phù thủy hắc ám á cô, mà bị bất tỉnh rất là lâu luôn rồi, vẫn chưa tỉnh dậy nữa. Bây giờ cô có cách nào giúp bạn ấy chữa bệnh được không cô? Theo ta kiểm tra sơ bộ thì bạn nữ này chúng phải một loại chất độc gây bất tỉnh, và loại này thì không dễ chữa đâu nha. Hả? Vậy thì bây giờ có cách nào để chữa bệnh cho bạn ấy được không cô? Cách nào cũng được, dù là bây giờ là xuống biển hay là lên núi, nhảy vô núi lửa em cũng làm nữa, miễn là có cách nào giúp em có thể chữa bệnh cho bạn ấy là được rồi. Trời ơi, em cứ bình tĩnh thôi, yên tâm. Loại độc nào cũng có thuốc giải cả. Tuy nhiên á, để có loại thuốc giải này cần những loại cây quý hiếm, nên nhiệm vụ của em á là đi hái nó cho ta nha. Hái thuốc về để mình có thể làm thuốc chữa bệnh cho Sam hả cô? Đúng vậy. Em có muốn chữa bệnh cho bạn gái này không?
À, dạ dạ dạ, được được chứ. À, dù là cái cây thuốc đó, nó hiếm đến cỡ nào thì nó quý đến cỡ nào, dù là nguy hiểm thì em cũng quyết tâm em tìm về được. À, giờ bây giờ cô chỉ cần cho em biết thuốc đó là thuốc gì là được rồi. Được, vậy em đi theo ta. Wow, trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn có biết là Phong mới vừa kiếm được gì không mấy bạn? Mấy bạn nhìn nè, ở bên cái hòn đảo bên kia, Phong thấy có một cái cây nhìn rất là lạ luôn bạn ơi. Cái cây này á, nó có những cái lá màu xanh dương và nhìn nó chuyển động luôn kìa, nhìn rất là lạ luôn. Có khi nào đây chính là cái cây đại vương mà mình đang tìm kiếm không mấy bạn? À, nhiều khi là đúng là nó rồi mấy bạn. Thôi, bây giờ mình sẽ thử mình qua bên đó nha. Bây giờ mình sẽ dùng chổi bay nè để mình bay qua nó nha các bạn nha. À, cái hòn đảo bên đây nó cũng kế bên trường học mình luôn các bạn ơi. Ok. Ê, ôi trời ơi, xong té xuống nước luôn rồi. À, wow, trời ơi bạn nhìn nè. Trời ơi, mấy bạn coi nè, ở trên cái cây này nó có những cái lá. À không, cái này cũng không phải là lá nữa bạn ơi, cái này là những cái chữ hả ta? Các bạn coi nè, có những cái chữ nó rơi xuống nè các bạn. Trời ơi, nhìn đẹp quá à, cái cây này đẹp quá các bạn ơi. Ủa gì vậy? Ủa? Mấy bạn ơi, mấy bạn có nghe cái tiếng vô mấy bạn? Rõ ràng là ở trên cái hòn đảo này là có mỗi một mình thôi mà. Làm gì có ai nữa mà sao mình nghe có cái tiếng cười vậy ta? Ủa? Chào cậu bé. Ủa, hình như là có ai mới chào mình hay sao các bạn ơi? Ông ơi, ông là ai vậy? Rõ ràng là tôi thấy ai trên hòn đảo này đâu. Ông ở đâu vậy? Sao tiếng... Tà đèn ở ngay sau lưng của ngươi đây. Vậy? Sau lưng tôi á? Ủa, đằng sau lưng tôi là cái cây mà. Làm gì có ai? Trời ơi bạn ơi, cái cây này nó có hai con mắt luôn đó bạn. Ủa, trời à, trời, nó biết chớp mắt luôn kìa bạn. Các bạn coi nó chớp mắt kìa bạn. Trời ơi, ủa. Chào cậu bé. Cậu bé đến đây có việc gì vậy hả? Ủa, ông ơi, ông là một cái cây biết nói chuyện hả? Ta đã ở đây được mấy ngàn năm rồi, cho nên ta đã có thể học được cách để nói chuyện như một con người bình thường. Wow, hóa ra là ông là một cái cây biết nói chuyện sao? Trời ơi, ông còn biết chớp mắt nữa kìa. Wow, ui trời. À, ông ơi, ông cho tôi hỏi là ông có phải là cây đại vương trong truyền thuyết không? Ta chính xác là cây đại vương đây. Ngươi kiếm ta có việc gì không hả cậu bé? Wow, thì ra là ông là cây đại vương sao? Hèn gì nhìn ông ngầu quá à. Mà ở trên lá của ông còn có thêm mấy cái chữ gì giống như là phép thuật rơi xuống gì đó. Nhìn đẹp dễ sợ luôn á ông ơi. Đúng rồi, thật ra là hôm nay là tôi có chuyện, cho nên là tôi mới đến đây để kiếm ông á. Thì tôi đang muốn xin ông một ít lá để tôi có thể đem về để chế thuốc, để có thể chữa bệnh cho bạn tôi được không? Chế thuốc sao? Đúng vậy. Người lá thì ta có rất nhiều, ta có thể cho ngươi một ít. À vậy hả? Trời ơi, cảm ơn ông nhiều nha. Trời ơi, may quá, ông đúng là tốt bụng mà. Tôi chỉ cần đúng một cái lá thôi được rồi. Tôi chỉ cần đúng một cái lá thôi để tôi chữa bệnh cho bạn tôi thôi là được rồi. Tôi cảm ơn ông nhiều nha. Cảm ơn ông nhiều. À vậy bây giờ tôi xin phép ông mà tôi hái một cái lá nha. Ok, để coi chọn cái lá nào vậy ta. Nhớ lá. Ủa có tiếng của ai vậy? Ai đó? Hơi. Giật lại, ngươi không được động vào cái lá này. Nào. Ủa? Cái gì vậy? Ở đâu ra một cái mầm cây bé tí tẹo nhảy tưng ở trước mặt mình vậy trời? Ủa, trời ơi, cái mầm cây gì đâu mà nhìn nó vừa mập, nó vừa lùn mà nó vừa xấu nữa vậy? Ê, cái mầm cây kia, sao tự nhiên cản đường tôi? Tôi đang hái lá cây để tôi đem về chế thuốc cho bạn tôi, tự nhiên cản đường tôi. Hả? Ê, cái người xấu xí kia. Ai, ngươi bảo ta là mầm cây xấu xí hả? Xin lỗi người, ta chính là cháu của gọi là thần cây á, nghe chưa? Hả? À, cái gì? Cháu của thần cây á? Ủa thần cây là ai? Ủa là cái ông này hả? Ủa ông ơi, đây là cháu của ông á hả? Đúng vậy, đây chính là cháu của ta đó. Hả? Cái gì đâu mà sao nhìn ông đẹp dễ sợ mà cháu ông nhìn nó vừa lùn vừa xấu. À, chết. Quên mấy bạn ơi. Ngươi nói cái gì ta? Quên mấy bạn ơi, đây là cháu của ông thần cây. Mình mà kêu xấu tí nữa, ổng không cho mình lấy lá cây là chết luôn á. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái mầm cây nào mà nhìn nó dễ thương, nó đẹp như thế này luôn á trời. Nhìn nó lùng lùng cute, phô mai que quá. Bé mầm cây ơi, thôi bây giờ anh bận hái lá cây đem về chế thuốc cho bạn anh rồi. Cho nên là anh không rảnh chơi với bé đâu. Bé đi ra chỗ khác đi, cho anh hái mầm cây lá cây nha. Thôi nãy vừa bảo ta xấu xí, giờ khen ta, ngươi nói xạo, tránh ra. Trời. Chính là
Ta trên đời này ghét nhất là con người. Con người lúc nào cũng phá hoại cây cối, cũng tàn phá, làm cho tất cả các bé vật nguy của ta chết sạch. Nên ta sẽ không để một con người dám động vào thần cây của ta đâu. Tránh ra, tránh ra. Ủa? Ơi, tính ra là cái lá cây này là cái lá cây của cây đại vương, là của ông nội bé chứ không phải của bé đâu mà bé cấm anh. Ủa, với lại nha, anh nói cho bé mầm cây nghe nè, là trên đời này á cũng có người xấu người tốt, đâu phải trên đời này ai cũng xấu đâu. Có những người á thì họ đi chặt phá rừng thiệt á, nhưng có những người thì họ rất là yêu thiên nhiên, họ trồng cây gây rừng luôn mà. Đó, cho nên là đâu phải ai cũng xấu đâu, đúng không? Ừ, ta không quan tâm, ta không quan tâm. Con người mãi mãi là kẻ xấu xa. Trời ơi, cái mầm cây bé tí tẹo mà hung dữ dữ á trời. Nè nha, bây giờ ta nói lại thêm một lần nữa rồi nha. Nếu như mà không chịu cho ta lấy lá cây á thì đừng trách ta nha. Cái con bé mầm cây kia, có tin là ta đem ngươi ta quăng cho gà ăn không hả? Hả? Ủa, trời ơi, ta sợ quá, ta thách người đụng được ta. À, cái cây láo toét này. Đừng có ỷ là ông nội ngươi là cây đại vương, rồi cái đầu ngươi muốn nói gì thì nói nha. Nhưng mà thôi, nếu như mà ngươi không cho ta thì thôi. Bây giờ nè, ta ngồi ở đây luôn. Ta ngồi ở đây luôn, đến sáng mai luôn. Đến một năm sau luôn, ta vẫn ngồi ở đây. Đến khi nào mà ngươi cho ta lấy một ít lá thì ta mới rời đi. Chứ không ha, ta ngồi đây luôn. Trời ơi, cái cây này láo quá bạn ơi. Cái mầm cây bé tí tẹo nè. Tính ra là cây đại vương đã cho mình lấy lá rồi, nhưng mà cái mầm cây này nó lại không cho mình. Ôi, bực bội vậy ta. Vậy thôi, bây giờ là ta ngồi đây luôn. Còn lâu ta mới đi. Đến khi nào cho ta rồi ta mới đi. Ngồi đây luôn. Many, many minutes later. Trời ơi trời. Tính ra là mình ngồi ở đây được mấy tiếng đồng hồ rồi á bạn. Mà cái mầm cây này nó vẫn còn ở đằng sau lưng. Nó nhảy tưng 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 tưng. Nó không cho mình lại để mình hái lá cây mấy bạn ơi. Bực nó dễ sợ luôn á trời. Ôi nhưng mà sao mà đói bụng quá ta. À mà khoan, hình như là mình có đem theo bánh kem. À đúng rồi, trời ơi, may quá mấy bạn ơi. Mình biết thế nào là mình cũng sẽ bị đói bụng, cho nên là mình có mang theo một cái bánh kem để mang theo ăn nè. Ok, chắc là mình sẽ ăn trưa thôi, chứ giờ cũng chưa rồi đó. Wow, thơm quá. Ủa, cái gì mà thơm dữ vậy? Ủa trời. Ủa, ê, cái tên con người xấu xí kia, cái thứ người đang ăn là cái gì vậy? Hả? Cái này hả? Cái này là bánh kem á. Cái bánh kem thôi mà cũng không biết hả? Sao mà ngươi ngu vậy? Tính ra từ trước giờ ta là mầm cây nhỏ mà ta chỉ biết uống nước thôi. Từ trước giờ ta chưa bao giờ ăn bánh kem luôn á. Thơm dữ rồi ta. Thơm chứ sao không thơm. Trời ơi, cái bánh kem này nè nha, là nó được làm từ lúa nè, trứng gà nè, rồi sữa nè, đường nè, bơ nè. Đó, trên đây nè, thấy không? Mấy cái chấm chấm đỏ đỏ nè, là dâu tây á. Cực kỳ ngon luôn. Cho xin miếng đây. Cái gì? Xin miếng hả? Thôi còn lâu nha. Tính ra hồi nãy ta xin ngươi lá cây, ngươi có cho ta đâu. Giờ tự nhiên xin bánh của ta. Còn lâu, đi ra cho khác đi. Trời, xin miếng thôi đi. Không cho hả? Trộn cho thôi chứ. Ta không thèm đâu. Ủa dạ, thì không thèm không? Giờ bánh kem nhiều quá, không ăn hết nè, không biết có ai ăn chung với ta không ta. Không ai ăn thì chắc quăng xuống cho cá ăn nha. Vậy thôi. Nếu mà ngươi không ăn thì có phải cho ta ăn chứ, tiết kiệm đồ ăn chứ, ngươi làm gì phí phạm đồ ăn lắm. Vậy luôn hả? Vậy luôn hả? Vậy thôi được rồi. Ta nhìn ngươi á, vừa lùng vừa bé tí tẹo ha, ta nghĩ rằng là ngươi cũng không ăn được nhiều đâu. Thôi, ta cho ngươi ăn miếng á, miếng thôi nha. Thiệt hả? Một miếng à? Miếng thôi. Ngon quá, cảm ơn ngươi nhá. Trời ơi bạn ơi, mấy bạn có thấy gì không các bạn? Nhìn nó vừa nhỏ bé, vừa lùng vừa nhỏ bé vậy mà sao nó ăn dữ vậy ta? Nó cắn có một cái thôi, hết sạch cái bánh kem của mình luôn rồi. Quay, cái mầm cây kia, sao tự nhiên ăn hết bánh kem của ta vậy? Ủa, thì ngươi bảo cho ta cắn, miếng là cắn miếng của ta rồi đó. Ê, trời ơi, một miếng của ngươi bằng nguyên cái bánh kem của ta luôn á. Thôi được rồi, vậy đi. Bây giờ nha, ta cho ngươi ăn bánh kem rồi, vậy giờ cho xin ít lá nha. Trời. Có đần tượng ngươi đem cái bánh kem đi ra xong ngươi trao đổi ra, không có đâu. Một cái bánh kem thôi hả? Chứ không có. Trời ơi, tính ra cho ngươi ăn rồi ngươi cũng không cho ta xin lá cây luôn hả? Gì mà ích kỷ vậy? Ôi vậy thôi, không cho là thôi. Vậy chờ ta tiếp tục, ta ngồi ở đây tiếp. Trời, ngươi làm như là ngươi làm như là ngươi ăn hết đồ ăn của ta là ta không có đồ ăn ta ăn vậy. Một tí nữa ta dùng phép thuật ta tự biến cái đồ ăn ta ăn. Bây giờ ta ngồi ở đây tiếp. Đến khi nào ngươi cho ta xin lá cây thì thôi. Ngồi đây mãi luôn. Ok, cứ ngồi đó đi, ta vẫn đứng đây thôi. Dịp.
Ai, trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ sao đây mấy bạn? Cái mầm cây này nè, mình thấy thiệt luôn á, mình bực nó quá à. Nó không cho mình xin lá cây. Vậy giờ lá cây đâu ra để mình chế thuốc cho Sam đây? Còn đúng thiếu mỗi một cái lá cây này nữa thôi á là có thể là xong rồi đó. Ai, mà nó cũng không cho mình nữa, cái mầm cây đáng ghét này. Ai, giờ phải làm sao đây ta? Trời ơi, cái mầm cây kia, ngươi làm gì mà ngươi khóc lóc sùm vậy? Ta đang ngủ mà. Ngươi không thấy hả nè, mấy con sâu đáng ghét nè, nó đang định ăn thịt ông nội của ta nè. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên ở đâu xuất hiện nhiều sâu quá vậy? Ủa mà khoan, ủa tính ra là đây là cây thần mà cũng bị sâu ăn luôn hả? Gì kỳ vậy? Trời ơi, cây thần như này mấy con sâu phép thuật đâu có thể ăn được ông nội ta. Trời ơi. Trời ơi, có mấy con sâu thôi mà cũng khóc nữa. Thôi được rồi, ta đang nằm ngủ mà tự nhiên khóc lóc sùm làm ta tỉnh giấc luôn rồi nè. Thôi, để đây, ta sẽ xử lý mấy con sâu về cho. Có mấy con sâu thôi mà làm gì khóc lóc vậy? Tránh ra. Mà tính ra cũng đúng ha. Nhìn ngươi còn nhỏ hơn mấy con sâu nữa, nhìn ngươi bé tí tẹo à. Mấy con sâu còn to hơn ngươi nè. Thôi, tôi ngươi lo giúp ông nội cho ta đây. Rồi, để ta. Umbalasibu, hey, sức mạnh của lốc xoáy. Ha! À, xoáy mấy con sâu bay lên trời luôn. Ghê không? Tôi biết dùng phép thuật luôn hả? Biết chứ sao không? Từ, để ta tiêu diệt mấy con sâu cho ngươi coi. Đấy, ok rồi. Trời, có mấy con nó sống dai quá bạn ơi, nó vẫn chưa chết nè. Đây, để mình xoáy cho nó bay hết lên trời luôn nha. Hơ! Bụp. Đó, mấy con sâu văng hết lên trời luôn. Đấy, có mấy con chết queo nữa bạn. Ok. Hey. Mấy con sâu này đúng là sâu phép thuật đó bạn ơi. Bọn nó sống dai quá. Trời, từ nãy giờ nó chết à. Trên kia hình như còn một con. Để ta luôn. Hơ! Để xuống. Ôi, thì ra là có đến tận 2 con chứ phải 1 con các bạn ạ. Này thì sâu này. Ôi trời. Ui, cái con kia rơi xuống dưới coi. Ôi cái con trên kia nó không rơi các bạn ơi. Từ. À, bây giờ sao ta? Đúng rồi. Chổi bay. Để ta dùng chổi bay ta bay lên. À trời. Con sâu này, ngươi không chịu đi xuống đúng không? Này thì không chịu đi xuống này. Ta sấy cho ngươi bay lên trời luôn. À. Nó rớt rồi này. Nó rớt rồi đúng không? À đây. Để ta. Hơ. Rồi. Rồi đó, rồi chết queo hết đó. Trời ơi. Ai, có mấy con sâu. Trời ơi, ông trời ơi, ông an toàn rồi. Trời. Thì cũng cảm ơn ngươi rất nhiều đã cứu ông nội của ta nha. Thôi có gì đâu mà, chỉ có mấy con sâu thôi. Nói chung là ta thấy ngươi khóc vậy ta thấy tội quá, cho nên ta giúp ngươi thôi chứ có gì đâu. Trời ơi. Trời ơi, mình ghét cảm giác này ghê nhưng mà thôi dù sao thì ngươi cũng giúp ông nội của ta nên thôi, ta sẽ cho ngươi hạ lão ông nội ta, chứ thực ra ta cũng không muốn cho ngươi lá đâu. Hả gì? Cho ta lá rồi á? Trời, từ nãy giờ ta chờ ngươi nói câu này lâu lắm luôn rồi đó. Trời ơi mấy bạn ơi, từ nãy giờ mình chờ có mỗi câu này thôi, mừng rớt nước mắt luôn. Rồi cảm ơn ngươi nha. Trời, tính ra là ta phải giúp ngươi thì ngươi mới cho ta lấy lá luôn chứ thôi ngươi không cho ta luôn hả? Trời. Ok, bây giờ ta chỉ xin đúng một cái lá thôi, ta không cần nhiều đâu. Cái cây đáng ghét như ngươi từ nãy giờ làm ta mất bao nhiêu thời gian. Một lá thôi nha. Ok. Khó vậy. Trời cao quá. Ok rồi, được rồi nè. Đây, một cái lá. Wow. Trời ơi mấy bạn ơi. Cuối cùng thì tôi cũng đã lấy được cái lá này về nhà rồi. Trời, mừng quá. Ok, đem về nhà nè. Đây. Thôi được rồi, cảm ơn mầm cây nha. Tính ra là từ nãy giờ ta cũng chỉ tốn mất có hình như là khoảng có 10 tiếng đồng hồ để chờ ngươi cho ta thôi đó. Thôi bây giờ ta lấy được rồi. Ta về nha. Lần sau ta đem bánh kem đến cho ngươi ăn. Được chưa? Hả? Thật hả? Biết. Cũng được. Trời, nhớ tới đây nha. Rồi, biết rồi. Thôi ông thần cây ơi, ông ngủ tiếp đi nha. Tôi về đây, tạm biệt ông nha. Ai, đi thôi bạn ơi. Cuối cùng thì cũng đã lấy được mầm cây rồi. À nhầm, lấy được lá cây rồi. Trời, cái con mầm cây đáng ghét này, nó làm mình mất nhiều thời gian quá. Thôi không sao, nói chung là lấy được lá cây rồi. Như vậy là mình có thể chế thuốc để chữa bệnh cho Sammy rồi. Bây giờ thì về thôi, let's go. Cuối cùng thì mình cũng đã chế xong thuốc rồi các bạn ơi. Mấy bạn nhìn nè, cái thuốc nhìn nó lấp lánh, nhìn đẹp ghê luôn á trời. Ai, tôi không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng thì cũng xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra một ít thuốc nè. Rồi, vậy là bây giờ mình chỉ cần đưa cái thuốc này. À không, hình như là thuốc này hình như là không uống được các bạn ơi. Hình như là phải chọi vào trong người hay sao á. Giờ chỉ cần chọi vào trong người Sam là Sam sẽ tỉnh dậy sao. Rồi, để mình thử coi nha. Giờ mình sẽ đứng xa xa nè. Hy vọng là sẽ thành công mấy bạn ơi. Sam à, bà hãy tỉnh dậy đi nha.
Ok, chọi vào nè. Ok, chọi vào rồi. Bây giờ sao ta? Ui trời, mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa. Wow, trên người của Sam đang bốc ra một cái làn khói màu đỏ bạn ơi. Ôi trời, ôi nhìn nó kỳ diệu quá. Ôi vậy là chờ một tí nữa cái khói này nó biến mất thì Sammy sẽ tỉnh dậy sao? Ok, mình thấy khói nó cũng đang dần biến mất nữa bạn. Không biết là Sam có tỉnh dậy được hay không đây. Mình lo quá. Ok, ui nó sắp biến mất hết rồi bạn ơi. Ôi mất rồi. Sam ơi. Mấy bạn nhìn kìa. Sammy mở mắt rồi bạn ơi. Sam ơi. Đâu đâu thế? Đây là đâu? Trời ơi, Sam ơi, bà tỉnh dậy rồi hả? Trời ơi, tôi mừng quá, cuối cùng thì bà cũng tỉnh dậy rồi. Trời ơi, bà có biết là tôi lo cho bà đúng không? Vậy? Hả? Sao tôi lại ở đây? Bà bị phù thủy hắc ám dùng phép thuật làm cho bà bị bất tỉnh á, cho nên á là tôi mới phải giải cứu bà. Rồi bây giờ tôi mới vừa chế thuốc cho bà uống để bà tỉnh dậy á. Nhưng mà khoan, bây giờ bà vẫn cứ nằm đó đi nha, đừng có ngồi dậy. Bà vẫn còn chưa khỏe đâu, hiểu không? Cảm ơn Phong nha. May quá có ông. Yên tâm đi. Thôi, bà đừng có nói nữa. Trời ơi, bà làm ơn bà nằm nghỉ giùm tôi đi. Bà tỉnh dậy thôi là tôi vui lắm rồi. Bà đừng có nói nữa chứ bà nói thêm một hồi bà mệt á. Thôi bà cứ nằm đó để nghỉ ngơi nha. Một tí nữa ăn cái gì thì để tôi nấu cho nha. Ok bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được Sammy rồi. Và Sammy cũng đã tỉnh dậy rồi bạn ơi. Mừng quá. Không biết là cuộc hành trình của mình ở thế giới phép thuật này sẽ còn có thêm những chuyện gì xảy ra nữa đây. Nhưng mà thôi, nói chung là hiện tại bây giờ mình cảm thấy rất là vui khi mà Sammy đã tỉnh dậy rồi. Còn chuyện gì xảy ra thì cứ để tương lai sẽ biết.